Vâng, xin chào tất cả quý vị khán giả yêu âm nhạc trên mọi miền Tổ quốc. Ngày hôm nay thì bên em xin phép được giới thiệu đến các bác một sản phẩm súp điện BVK Mat 30, mã series là 604. Và bên em cũng bóc thùng ra đây một chiếc để kiểm tra chất âm, cũng như giới thiệu đến các bác kiểm tra chất âm. Và đây là chiếc E-căng logo BVK 604 CG. Đây là súp điện các bác nhé, Bát 30, logo BVK, in rất sắc nét, sản phẩm vân gỗ này, nhìn rất sang trọng. Và em cũng xin phép được giới thiệu sơ qua về cái sản phẩm súp điện BVK. Thì đây là công tắc nguồn, ở đây là dây cấp nguồn các bạn, và có đây là volume cắt, volume to nhỏ này, và một núm cắt tần số. Thì cái này thì các bác có thể là chỉnh cắt tần số ở từ 9 đến 12 giờ tùy theo từng bản nhạc và từng không gian, các bác chỉnh ở sao cho phù hợp. Ở đây là công tắc đảo pha, khi mà các bác mở nhạc mà các bác có cái cảm giác nghe nó khó chịu, nó không tiếng súp nó bị triệt tiêu, thì các bác có thể bật lên 180. Và đây là đường tín hiệu. Và bên em thì đang sử dụng một chiếc vang cơ, thì em cấp đường tín hiệu vào cổng súp này các bác nhá. Và đây là tản nhiệt nhôm, ở dưới là lỗ thông hơi. Thì bây giờ em bật điện lên để cho các bác kiểm tra nghe chất âm của chiếc súp Bát 30 BVK. Và các bác có thể đeo tai nghe để cảm nhận âm thanh thực tế hơn các bác nhé. Tiếng bát oánh rất chi là chắc tiếng mà êm tai, nghe có cảm giác dễ chịu. Vâng, và sản phẩm súp điện BVK này thì xin được giới thiệu đến các bác là bên em đang bán với giá 1.950.000, tặng các bác dây jack kết nối. Và bác nào có nhu cầu xin liên hệ số điện thoại 0912 669 059. Vâng, em xin chào tất cả quý vị khán giả. Chúc các bác sức khỏe, hạnh phúc.